Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1. Các bạn thân mến, trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với nội dung. Với số ca chấn thương chạm con số 10 ở đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chuozier lâm vào thế khó thực sự. Tuyển Việt Nam, ông Philippe Chuozier phải hóa giải kiếp nạn chấn thương. Tiếp đến là nội dung, huấn luyện viên Shin Tae-yong hé lộ chiến thuật giúp cho đội tuyển Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam và các đối thủ khác tại vòng chung kết Asian Cup 2024. Và cuối cùng mời các bạn đến với nội dung, huấn luyện viên Iraq chỉ ra tử huyệt có thể khiến cho đội nhà phải trả giá trước tuyển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Các bạn thân mến, ngày 31 tháng 12 thì U23 Việt Nam bước vào buổi tập cuối trong năm dương lịch 2023. Quân số của buổi tập là 30 cầu thủ đã được triệu tập ban đầu cùng với Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Hải Long là những cái tên của đội tuyển quốc gia đã lên đội quân từ sớm. Ngoài ra thì Quang Hải cũng lên tập trung sớm hơn so với các đồng đội khác và hăm hở bước vào buổi tập luyện riêng cùng với nhóm cầu thủ U23. Tiền vệ sinh năm 1997 đã xin phép ban huấn luyện đội tuyển tạm rời đội trong ngày 1 tháng 1 để tổ chức lễ ăn hỏi. Vậy nên Quang Hải đã tranh thủ tham gia tập luyện trước đa số đồng đội khác trên đội tuyển quốc gia một ngày. Sau buổi tập ngày hôm qua thì ông Philippe Chuozier cũng đã rút gọn quân số xuống còn 19 cầu thủ và tiếp tục sàng lọc trong thời gian đội tuyển quốc gia dàn quân. Những cái tên xuất sắc và đáp ứng được yêu cầu từ ban huấn luyện sẽ có cơ hội được bổ sung vào danh sách dự Asian Cup 2024. Trong buổi tập ngày hôm qua của U23 Việt Nam thì trung vệ Quang Thịnh đã chia sẻ về sự chuẩn bị của đội. Trong lần tập trung này, huấn luyện viên Philippe Chuozier muốn các cầu thủ ôn lại những kỹ thuật, chiến thuật đã được dạy để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp tới. Bản thân tôi mong muốn là được thi đấu tại V-League và đặc biệt là có tên trong kế hoạch của ông Philippe Chuozier. Các bạn thân mến, cũng trong ngày hôm qua thì VFF cũng đã quyết định mời thêm chuyên gia vật lý trị liệu người Slovenia để hỗ trợ cho ông Philippe Chuozier về khâu thể lực cho các cầu thủ trên đội tuyển. Sự góp mặt của chuyên gia này chắc chắn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho những chiến binh sao vàng ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Các bạn thân mến, ngày hôm qua cũng là ngày mà số ca chấn thương đã chạm đến con số 10 ở đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Chuozier thực sự là lâm vào thế khó. Tuyển Việt Nam chưa kịp tập buổi nào nhưng ông Philippe Chuozier đã phải tạm biệt 4 ngôi sao bao gồm hai trung vệ là Nguyễn Thành Trung và Bùi Tiến Dũng. Hàng thủ thì gồm Đặng Văn Lâm, cầu thủ đa năng Nguyễn Đức Chiến cùng hai cầu thủ trẻ là Hoàng Văn Toản và Nguyễn Thanh Nhàn. Cụ thể là theo thông báo mới nhất của VFF thì Văn Lâm bị chấn thương gót chân, Đức Chiến bị tổn thương xương mu gạch ngang bên trái. Bùi Tiến Dũng đã được trả về vì chấn thương đĩa đệm. Trong khi đó, Thành Trung thì bị rách bán phần dây chằng chéo trước. Thanh Nhàn bị lật cổ chân ở trận đấu mới đây của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân với câu lạc bộ Huế tại giải hạng nhất quốc gia. Còn Văn Toản đã bị rách dây chằng CMAC trước, cần phải nghỉ ít nhất là 3 tuần. Ngoài 6 cầu thủ sớm chia tay Asian Cup 2023 kể trên thì ông Philippe Chuozier vẫn đang phải nín thở chờ tiến độ hồi phục chấn thương của 4 cái tên quan trọng khác bao gồm Tiến Linh, Hoàng Đức, Ngọc Hải và Duy Mạnh. Tiến Linh cho đến lúc này vẫn còn đau ở hông và cổ tay sau pha va chạm bóng rất mạnh của Bùi Hoàng Việt Anh tại vòng 8 V-League nhưng hiện đang ổn. Duy Mạnh đã tập nhẹ ở câu lạc bộ Hà Nội nhưng đang bị teo cơ đùi nên cần chế độ chăm sóc riêng khoảng 3 đến 4 ngày trước khi tập trung cùng cả đội. Dấu hỏi lớn đang đặt ra cho Hoàng Đức khi kiểm tra lâm sàng cho thấy là chấn thương lật cổ chân phải cần 12 ngày để hồi phục. Trường hợp rách cơ bám của Ngọc Hải cũng được dự báo là 2 tuần. Đến lúc này thì ông Philippe Chuozier vẫn bật chế độ chờ hai cầu thủ này cho đến phút cuối cùng. Nhưng để chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2023, nhà cầm quân người Pháp này sẽ cần đưa ra những phương án dự phòng. Thực tế thì Hồ Tấn Tài đã lên tập trung trong ngày 31 tháng 12 là sự viện trợ rất lớn khi thủ quân của Công an Hà Nội có thể chơi rất nhiều vị trí từ hậu vệ phải, trung vệ cho đến tiền vệ trung tâm. Trước đó thì ông Philippe Chuozier cũng đã gọi lên bộ đôi cầu thủ của Bình Định là Đỗ Thanh Thịnh và Lê Ngọc Bảo tập trung cùng đội tuyển.
Họ đều từng đoạt huy chương vàng SEA Games 2019 ở Philippines và hiện là đang có phong độ cao ở V-League. Ngọc Bảo là mẫu cầu thủ đa năng, có thể đá trung vệ lệch trái, thuận chân trái để cạnh tranh cùng với Tuấn Tài, khi cần có thể đá hậu vệ biên. Trong khi đó thì Thanh Thịnh đang là một trong những hậu vệ trái có khả năng tạt bóng tốt nhất tại V-League. Thực tế thì nỗi lo lớn nhất của ông Philippe Chuzier nằm ở hàng thủ khi chỉ có Tuấn Tài, Việt Anh và Thanh Bình là hoàn toàn lành lặn. Sự xuất hiện của Ngọc Bảo có thể sẽ là phương án dự phòng khả dĩ nhất. Ở khu vực giữa sân thì Quang Hải đang tỏa sáng trở lại, sẽ hợp với Thái Sơn, Tuấn Anh tạo ra bộ ba tiền vệ trung tâm luân phiên nhau, chưa kể là Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ngoài ra thì những cầu thủ đa năng có thể đá tiền vệ trung tâm đó là Văn Khang, Việt Hưng, Xuân Mạnh, Hai Long để có thể cho ông Philippe Chuzier tính toán trong trường hợp xấu nhất là không có Hoàng Đức. Trên hàng công thì như đã đề cập ở trên, cầu thủ trẻ Thanh Nhàn đã vắng mặt, thực tế là không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội tuyển do Tuấn Hải, Tiến Linh, Quang Hải và Văn Toàn đang có phong độ cao, trong khi đó Đình Bắc hiện vẫn đang tiến bộ. Việc đội tuyển U23 tập trung song song với đội tuyển quốc gia cũng đem đến lợi thế như cái cách ông Philippe Chuzier điều chuyển công tác thủ môn Nguyễn Văn Việt từ đội trẻ lên đội 1 thay cho Đặng Văn Lâm. Trong khi đó thì ở một diễn biến khác, mới đây ông Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cũng hé lộ chiến thuật sẽ đánh bại tuyển Việt Nam và các đối thủ khác tại vòng chung kết Asian Cup 2024. Trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Indonesia thì ông Shin Tae-yong đã có những tiết lộ đáng chú ý về chiến thuật đánh bại các đối thủ. Cụ thể tại Thổ Nhĩ Kỳ, các tuyển thủ Indonesia đã được huấn luyện về cách ngăn cản đối thủ trong không gian hẹp và chuyền bóng chính xác. Giáo án tập luyện của đội tuyển ngày hôm nay tập trung vào việc rèn chiến thuật, cách để chúng tôi có thể đánh bại các đối thủ trong một không gian nhỏ bằng những đường chuyền chính xác và liên tục. Bên cạnh đó thì thuyền trưởng đội tuyển Indonesia cũng tiết lộ ông đã chủ động tăng cường cường độ tập luyện cho các cầu thủ trong bối cảnh Asian Cup đang cận kề. Thể trạng của các cầu thủ Indonesia đều đang rất tốt, vì thế mà chúng tôi đã triển khai một chương trình tập luyện với cường độ cao trước khi di chuyển đến Qatar. Được biết là ông Shin Tae-yong đã triệu tập 29 cầu thủ tham gia tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó thì ông sẽ rút gọn danh sách xuống còn 26 cầu thủ chính thức tham dự Asian Cup. Chuyển sang thông tin khác. Các bạn thân mến, mới đây một huấn luyện viên người Iraq đã chỉ ra tử huyệt có thể khiến cho đội nhà phải trả giá trước tuyển Việt Nam. Cụ thể là huấn luyện viên có tên là Hamza Dawood, người Iraq, vừa xuất hiện trước báo giới để chỉ ra lỗ hổng lớn của đội nhà trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo nhà cầm quân này cho biết thì danh sách tuyển Iraq mới được triệu tập sở hữu 12 cầu thủ thi đấu tại châu Âu, nhưng đội bóng này hiện là vẫn gặp vấn đề ở cả hàng thủ lẫn hàng công. Cụ thể, ông Hamza Dawood chia sẻ trên tờ Win-Win của Iraq: "Nếu nhìn vào danh sách của đội tuyển, rõ ràng là toàn đội đang rất thiếu sự cân bằng. Đầu tiên là vị trí thủ môn. Đáng lẽ huấn luyện viên trưởng nên bổ sung một thủ môn trẻ từ giải Iraq Star League. Tuyến phòng ngự đang là tuyến yếu nhất của tuyển Iraq. Đây là thách thức của đội tuyển khi phải chạm trán những đối thủ mạnh ở Asian Cup." Vị này cũng cho rằng là việc chỉ triệu tập 3 tiền đạo là quá ít với đội tuyển Iraq. "Trên hàng công tôi nghĩ là 3 tiền đạo được triệu tập là không đủ, nhất là khi tuyển Iraq đang đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu. Muhammad Ali chưa sẵn sàng về mặt thể lực và tâm lý. Chỉ có Ian Hussein và Ali Al-Hamadi khả năng được huấn luyện viên Jesus Casas sử dụng ở đội hình xuất phát. Nhưng khi đó chúng ta không có một nhân tố dự bị chất lượng. Chỉ có tuyến tiền vệ là khá ổn, chúng ta có nhiều cầu thủ chất lượng." Nhà cầm quân người Iraq này cũng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng trước thềm Asian Cup: "Nếu chúng ta muốn tiến sâu hoặc là cạnh tranh chức vô địch thì các tuyến là phải cân bằng. Mỗi tuyến cần ít nhất 3 cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên thì tuyển Iraq vẫn đang tồn tại những khuyết điểm và đó là những lỗ hổng nghiêm trọng." Danh sách của đội tuyển cũng là lời cảnh báo cho những cầu thủ đang chơi tại Iraq Star League khi số lượng cầu thủ được triệu tập từ giải này ngày càng giảm. Các cầu thủ giải quốc nội cần phải nỗ lực để phát triển khả năng của mình hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.